Hello em, bây giờ là 12 giờ trưa rồi, rảnh được khoảng tiếng rưỡi 2 tiếng buổi trưa nên vô làm clip con quay phát. Trước đó thì lướt lướt dần anh sẽ tìm coi có cái gì mới không. Đây là một con game bao bao ghi là một con game nhớ hồi xưa coi trailer nó thì cứ nghĩ nó là con game bối cảnh cấp phá vũ trụ mà không ngờ nó lại là con game PvP. Giá game này cũng không rẻ luôn nha, tôi nhớ lên quanh đâu mấy đô á, Việt Nam đồng là cũng khoảng gần 300. Đây, Việt Nam đồng là 300 giảm giá 10% còn 27. Giá đô là như là 25 đúng rồi. Thì con game này là chỉ có PvP thôi nha. PvP thôi. Tôi lúc trước cũng test rồi mà cứ hy vọng nó nghĩ nó có PvE vô nhưng cuối cùng lại không có. Con game này đang bị đánh giá mới xịt đó. Vụ mới ra mắt hôm qua. Tính giờ là hôm nay luôn á. Thì thực tế chất lượng game này không tệ đâu, đánh giá mới xịt là do phần server là chính. Đây nè, chủ yếu là gặp vấn đề với tên xem là anti cheat. Cái thứ hai nữa là server họ khá là tệ. Đây, cái anti cheat này can thiệp phát quá khá sâu vào cái quyền tự do cá nhân nè. Đây là khi chọn server OS thì 300 phân. Bếp trả lời vào 13 tháng 4 này. 9 giờ tối qua luôn nhưng vẫn gặp tình trạng 300 ping nè. Select server phía bên dưới bên phải này. Nó làm điều game thủ không biết chọn server vậy. QMF thì nhìn chung con này mid xịt nhưng mấy thời gian đầu thôi, phần lớn đánh giá đến từ server nên chất lượng gameplay không biết, còn do nó có bối cảnh vũ trụ nên là chắc được không chơi đâu. Có ba điều, thứ nhất là cái đồ quả nó yêu cầu rất là cao, nhưng mà đây tận 2060 với 57T rồi cho một con game online rồi. Cái thứ hai là server nó khá là lõm như mấy bình luận nãy giờ đọc dưới. Cái thứ ba ở đang early access. Cái thứ tư nó giá quá cao, một con game online phải có người chơi với nhau mà mức giá cao như gì, phải còn có DLC ở dưới nữa gì đây đó. DLC thì mới chỉ có mà mấy cái phim bộn thôi nhưng chưa biết can thiệp gameplay đâu. Cái thứ tư nó là game của Trung Quốc anti cheat nên khá là nghi ngờ. Cái thứ năm luôn, nói chung là nhiều lý do để không chơi game lắm. Rồi năm thôi bỏ qua đi. Mega Man này thì bộ tập hợp rất nhiều con game tuổi thơ trong đó luôn, nhưng mà hầu hết thì tôi không có chơi nó nên không biết. Như lần trước đã nói thì con này cũng có Denuvo nữa đây, có Denuvo luôn. Giới hạn là chỉ có 5 cái máy tính được chơi game này trên cùng lúc đó. Chỉ cài đặt 5 máy thôi, giá game cũng không rẻ nữa. Anh em nào muốn hoài niệm tuổi thơ dữ lắm thì hãy tham gia. Quay có thì rồi, hai con này mới nói vừa theo. Vừa theo thì tôi nhớ tôi chơi nó ở đâu rồi, đầu năm ngoái ngay đầu Tết lịch thế gì. Bây giờ nó mới ra mắt phiên bản hoàn chỉnh mà chỉ là sau khoảng 5 năm rưỡi gọi nó gì đưa bản chính này, không biết lượng content nó thêm nhiều không. Thì đây là một con game mà dạng nhập vai thế giới mở luôn, anh em đóng vai một phiên đoàn mang chiến binh lính đánh thuê rồi tham gia phiên đoàn đi phiêu lưu khắp nơi nhận các nhiệm vụ ở các đồn điền khám phá thì đấm nhau thì thể loại chiến đấu hiệu lực nha. Anh em nào kén kén thể loại này có thể có chơi ở đây. Như anh em 3-4 người bao vây ép góc nó nghĩa tăng đam hiệu ứng thì mỗi nhân vật có một đặc tính riêng rồi là kỹ năng riêng, nói chung là phát huy được hết rất nhiều chỉ số quan trọng đó luôn, trừ phải lo miếng cơm miếng ăn giữa đi nhiệm vụ tìm đồ gấp đồ nữa, có rất nhiều thứ đi khám phá game này. Rồi hiện tại họ đã kết thúc giai đoạn early update ra bản hoàn chỉnh vào ngày hôm qua rồi, ngày hôm kia chắc tính theo giờ Việt Nam thì 2 ngày trước, còn tính theo giờ Mỹ thì chắc mấy hôm qua rồi. 150.000 follow, hiện đại đang có 10.000 người chưa. Game này thời gian early access là cuối năm 21 rồi, không tính giờ 5 rưỡi rồi. Đợt chơi hình như là cuối năm ngoái để tới giờ mới chơi có khoảng chút xíu thôi. Tìm hiểu nôm na game nó là sao. Lúc đấy còn chơi trên có con laptop công ty cái gì đó. Sau này làm chỗ khác rồi, nhưng laptop nó trả luôn, không nhớ nằm trong ngoài xe tiên nào. Nghĩ rảnh từ từ liền lợi vậy chứ. Giờ nó ra bản 1.0 chắc chơi đồ ống rồi. Mấy con game này thì đã từng nhắc rồi, con đang game xây dựng
thì cũng nhắc trong cái video hay là mà hồi mấy game tháng 4 hồi trước đó, với trong đợt Early Access, không phải Early Access, trong đợt demo của Time Effect thì cũng có làm cái bài code hướng dẫn nhưng mà giới thiệu sơ sơ nó game này đồ họa khá là đẹp. Mấy đoạn này xin em bắt tích thôi. Hiện tại mới ra mắt được một ngày nhưng mà 130 đánh giá là rất thành công, chắc bán được mấy chục ngàn bản. Game này chưa biết có nên mua hay không, rất nhiều review đang Early Access nữa nè. Nếu chọn con game này với con game bắn súng với cảnh vũ trụ nãy là con bao review, đương nhiên dọn con phát cơm phát âm sao Fabledom. Fabledom. Lúc trước coi cái giải lờ cứ nghĩ là nhập vai hành động chiêu khám phá vậy, cuối cùng lại là con game xây dựng giải trí thư giãn, không có thư giãn đâu, cũng khá chua đó. Mình tạm thời đặt dòng viết clip thôi. Mình không có thao gì đâu. Game này thì nó đang miễn phí trên Epic Store. Thì nó là con game nó quăng anh em vô một cái chiến trường rồi chém nhau tán loạn thôi thôi. Ở đây là vì công mình đã giống con For Honor, nhưng con For Honor này đánh giá là kỹ năng cá nhân, nhưng mà với trường chiến trường nó nhỏ hơn chút, mang tính cá nhân thôi, còn con này mang tính tổng thể thôi, nó giống con Chivalry á, Chivalry phần 1 phần 2 luôn, con này nằm phía giữa hai giai đoạn đó. Rồi con Chivalry như thế này, đây nó giống như kiểu con game này thì con game này phần 2 mới ra mắt năm ngoái. Thì cũng vứt anh em vô chiến trường này đóng nhau loạn lạc đó. Quan điểm cá nhân thì tôi thích con Chivalry 2 không, con này thì đồ họa đẹp hơn mới ra mắt, cái lượng người chơi nó cũng đỡ đỡ, tuy nhiên thì nó yêu cầu có hình nặng hơn với độ khó nó cũng dễ hơn, còn con này độ khó nó cao hơn chút. Thì giữa hai con game này anh em thích con game nào có thể chơi nó, con này đang miễn phí trên Epic mà nếu nhớ không nhầm nè, đang miễn phí trên Epic Store, thêm như thư viện là đang miễn phí mà. Anh em có thời gian để nhận đến hết ngày 24, nhưng mà trong tuần á gì nó mới bắt đầu miễn phí này. Này con game dọn dẹp nhà cửa thôi, vô làm thực thân thôi. Game này thì trước nhắc rồi đây, con game khá là bựa rồi. Coi thử game này luôn. Rồi. Còn game này thì có mấy anh em hàng xóm của mình làm đây, mấy anh Indo hàng xóm làm đây, đây nè, đâu rồi, rồi đây nè, Indo nè, con game nhờ anh em nhập vai khám phá với mở, thì nói chung đồ bả nó đúng kiểu dựng đơn giản luôn, nên nó không yêu cầu cấu hình gì đâu, đâu. Phong cách của tôi thì khá giống như game mobile. Nói chung là anh em cứ chơi rồi mới biết được nó làm sao. Có cái trailer rồi mà. Nhìn nó khá là hài bữa bữa luôn à. Mình đi mình xuống hầm ngục, mình đánh ma, mình lạc đồ rồi giống như có những cái gacha nữa nè, lượm vũ khí rồi luôn. Có gacha chắc nó không để ở đây đâu. Có bộ kiêu đàng hoàng, tăng đam, ghi số. Nói chung là con game mà casual là đúng đó, mà họ không ghi cái e mà giờ bây giờ luôn mà à, có ghi nè nhưng mà không ưu tiên nó luôn, trong khi ưu tiên casual nhưng mà comedy cũng đúng là hay lắm. Thì đây là game miễn phí à. Anh em muốn thì cứ chơi thử. Đây là con game anh em là chơi Apex thì chắc thấy nó khá là buồn cười nè đó, anh em chơi Apex chắc biết game này, hỏi đổi nhạc nền luôn này. Lúc trước nhạc nền là cái mùa season 0 đầu tiên của Apex, trong này hỗ trợ mod luôn, thì anh em vô đây luyện tập thôi, luyện tập đổi giáp là chính. Này gọi là thăm minh thì đúng hơn, có luôn hotfix nè,
tiên game mới ra mắt nhưng bán được ba mấy lượt review nè, giá game là 1 đô à. Anh em đi chơi Apex mà muốn hứng thú thử này có thể thử. Vai đây nữa. Nhưng họ cũng làm đầu tư chi tiết là chỉnh FOV với xem chuột thì cũng phải có cái móc ngắm nữa mới đúng. Xem chuột không đơn giản đâu. Thiết kế cái chỉnh chỉ chứ. Không có điều đắp đồ cái test UG vô luôn đi chứ để gì. Lúc trước là họ chơi cái bản nhạc của Season không Apex đầu tiên luôn, bản nhạc có người đặc trưng luôn. Sau này chắc sợ bản quyền nên đổi rồi. Đọc trên GTX thấy thanh niên đó vô cũng chém gió được lắm. Đây là con game gì đây? Chơi Mad Hunter. Con game này chủ yếu đọc chữ vừa chọn rồi. Miễn phí luôn. Có chỉ có một gói hỗ trợ bán với giá khoảng đô rưỡi 2 đô thôi. Thì những cái dev họ đưa con game này lên là họ bán cái gói hỗ trợ là họ không vì tiền đâu. Mấy gói hỗ trợ này coi như là cái donate. Hiện tại chỉ mới có vài người donate này. Đây. Thay vì mình làm game miễn phí thì nhận donate thì cũng giống như bình thường với người khác làm game 1 đô bán thôi. Tại vì đưa con game lên Steam rất là cực, không có dễ đâu. Đưa lên rồi phải tốn thêm 100 đô phí niêm yết. Con game miễn phí thì gần như không thể nào ấy được 100 đô luôn. Nên em có chơi thì có thể mà ủng hộ mấy gói support cho dev được. Để coi dev này có làm game này chưa hay game đầu tay. Có khá nhiều game là hầu hết giá rất là rẻ luôn, xoay quanh 1 đến 2 đô rồi. Thanh niên này chắc đi viết tiểu thuyết dữ lắm rồi. Giờ chuyển qua làm game. Rồi. Hết rồi. Rồi vô tiếp tục con whiteboard đi coi nó trong cái hạt nào ta. Đây giờ hoàn thành tầm tiếng rồi đi làm tiếng rưỡi cuối tuần cũng phải làm rồi. Bữa nay mới thứ sáu rồi khá là cay cú đó. Cộng 3 đam khi 3 kill hồi hôm qua anh đi chơi ngày tuần này đây đi còn điểm yếu đó hơi đầu rồi khi danh sách chết nó quá nhiều nên tự động đặt con này ra đầu game 5 đam giết con biết bơm còn dưới đây nhưng luôn còn chưa đánh cái đây rồi đường sau này đánh lại là 4 đam là vừa đủ luôn bỏ đây đánh nào đó lên 5 đam là 5 đam đánh 11 đam chỉ còn tuần cho nó là được. Con này đánh trước chưa điểm yếu thì ra 10 đam rồi. Rồi để gì đây. Mình tạm thời là đổi con Dương ra để câu kéo này. Để này ra trước. Rồi này hãy tuần tuần sau đóng băng dưới. Không có khi mình giết dưới trước luôn á. Con trên nó 6 máu rồi, dưới 9 máu rồi. Đánh vô 5, 2, 10, 10, 12, 13 rồi. 12 đam rồi. Ok, thích ở trước cái đi, còn hậu quả. Rồi tới con trên nó bắn lại đó. Rồi hai tuần nữa con này gắn một điểm yếu. Hồi máu cho nó đấy. Tuần sau mình lấy cái này mình chọt vô bot kia. Hai đam, này giết luôn. Rồi ok, bot kia đó. Boss này thì khi mình giết nó thì nó sẽ tăng 1 đam cho tất cả các đồng minh. Ủa khi đồng minh nó chết thì nó sẽ tăng 1 đam. Thì người đánh 2 đam vô đây. Một con chết. Thì trong con này đánh vô phát 8 đam. Chỉ coi như là tuần này giết điểm nó luôn được rồi. Một tuần thôi. Ủa chưa. Con này nó đánh ganh đung chứ. Đây nè. Amlet nè. Nhắm hụt. Nhưng chưa đánh con này.
Không trả sao. Mấy này hai máu à. Do đánh vô đây một đam thì vẫn còn một máu rồi mình cộng máu lên. Cũng không cần cộng chứ, nó cộng chơi cho vui thôi. Rồi con này tuần sau đánh vô hai máu là chết. Rồi dẹp đi. Amlet là có một to một cái đồ đánh hụt được đó. Hôm qua chơi K1 là tại tôi buồn ngủ thôi. Giờ cũng buồn ngủ rồi nè. Tăng một đam băng. Chưa cần lắp đâu. Tại con này thì đánh một phát là phải chết luôn. Chết luôn để ăn cái nội tại nên không có gần một đam băng nó làm gì. Chưa. Khi đoàn binh tự hoại thì sẽ gây tăng 4 đam cho họ. Làm sao đó. Sao giết 7 đồng minh mình được. Tức là cái bộ này phải đi với một cái con ăn tạp á. Rồi hôm qua tôi đi chơi cái con ăn tạp, tôi không biết tôi để nó hồi sau nó ăn luôn hai con của mình, cái thua luôn. Để là khi chết là triệu hồi được con này nè. Khi bị ăn thịt thì mới triệu hồi được thành này. Nói chung là hai con này phải có một con hy sinh thôi. Hiện tại mình chưa có, bóc hàng này vô thì khó lắm. Đó, con này là ăn cái đồng minh trung hàng là đi với combo nãy đúng ngon mà không chọn rồi. Tại vì chọn ai biết được cái ăn này không. Cái con này tự đánh đồng minh luôn hả? Thái thì chỉ là cái lá đã đi với con này cũng ngon nè. Con này nó là một đam, nó canh tôi nó giết được cái con đồng minh sao nó làm 4 đam. Nhưng mà khó lắm. Cái bộ bài yêu cầu cấp hoạt kết hợp mà từ 3 quân trở lên để đúng cái tôi nữa rồi rất là khó. Vậy tính ra cái bộ con này cũng không mạnh mấy. Mình còn cái đam băng mình chưa có để đâu. 3 đam bốn thùng tảng này ra luôn. Tảng này ra thì đánh 2 với 4 là 6 vừa đủ con. Ở dưới này để con vui hy sinh với này đi. Con này khi đánh áp 4 điểm độc luôn á. Bây giờ nó đánh vô 2 đam tuần sau mình chọn cái nữa thì dư 2 đam được rồi. Đây, từ sau mình xuyên nó cái 6 đạp rồi. Con này đánh dưới. Đúng chưa? Đây là con này khi mình đấm vô mấy con đồng minh trung hàng á thì cái hàng này nó sẽ đánh đam lại. Tính trung hàng hay tính tất cả, tính tất cả là chua lắm đó nha. Nó có 2 máu chắc mình gạt nó chứ. Đề phòng. Con này 14 máu 2 đam. Bất cứ khi đầu nó nhận đam độc thì nó ăn đau. Tiếp theo là gạt con này. Gây ra lượng đam bằng cái lượng băng để dưới đây. Đánh nó một điểm yếu. Bây giờ con này đánh vô một điểm yếu nữa là 2 đam 4 đam điểm chưa chết. 4 đam con này đánh tuần sau là nó chết. Ok vậy đi. Đó tuần sau này đánh vô là dư 2 đam. Tạm thời mình đóng băng con dưới rồi. Đông bằng dưới lại nó sẽ gây đầm bằng cái đầm bia lại đánh 2 bằng vô này cho nó dọn được 1 bằng. Sao cái chuông này đâu đâu bấm nó lại hụt
bốn đam đánh vô 14. Rồi này ra trước này. Rồi ba bằng. Đây là boss nhà này. Hiện tại bộ mình là khá là thiếu đam luôn. Hai đam này chắc để tuần sau mình giết. Chút nữa mình cầm cây xiên mình chọn ra. Cái gì đây? Để trước đây. Hiện tại 4 đam. 4 đam nhắn mình đánh vô con này. Con dưới thì khá là phế, lóc nó được. Giờ thôi, đánh trên, tập trung chiến trên. Không phải đánh độc vô. Rồi giờ mình giết con này, đề phòng đó. Hiện tại chưa có chuông, nó sẽ đánh như ba độc thì hiến tế con này luôn. Bây giờ mình chọc nó bên sau năm đam nó tự chết luôn rồi. Đây. Bộ này phải chơi với tay măng thật chứ không biết đường nào bui khác. Đi cho anh thêm hai lá nữa, khá thừa. Lấy tiền đi. Lấy tiền mở đường qua đây mua đồ. Triệu hồi con phai mau. Đánh tất cả mục tiêu trên một màn. Lá này đóng 4 băng thôi. 4 băng hay lóc được nguyên một con nữa. Được. Mình không có con nào ăn thịt nên lấy triệu hồi ra. Nhưng mà cái tem này khá là thiếu đam. Con này 4 đam, 4 tuần. Ở đây này còn một bản copy cũng lá bài trên tay theo nó biến mất. Nguyên một hàng này giảm một đam cũng được, ăn 4 máu. Này là hiến tế một quân của mình xong rồi nổ qua, nổ cái bốn cái trái bom này qua con người trước. Có quả bom này hôm qua như là đây, sẽ nổ khi mà cái số này nó cao hơn lượng máu, tức là mình nổ bốn con này vô thì gặp cái con bốn máu thì nổ cái chết luôn. Hiện tại chưa có gì, 140 thì chắc mình mua hai này, cái này cũng ngon nè. Nhưng mà cái bộ của mình cần tốc đánh nhiều không ta? Chắc cần. Rồi, thích nhân phẩm à. Mua dùng miệng cái nhân phẩm đi. Với lại bộ này cũng cảm giác nó mạnh lắm. Khi bui sai đường rồi. Nhận một gai khi tấn công. Rồi, vô gắn chạm để đến boss. Bây giờ mình có đăng một băng nè. Con này ba tôi chắc lắm, băng cho nó luôn. Nó vừa là điểm yếu vừa băng luôn. Xong mình đổi dùng miệng cho nó, gọi nó ra từ đầu. Con này khá là thừa khi nó không hợp với bộ này. Cái này là một phản. Đeo vô con này chúng ta đến ngày nó gánh. Tại vì tôi nó thấp. Cái này nó âm lép nữa chứ. Cái này sáng là chua nè, nên nó đánh là nó không đánh con trước mặt mà đánh trong cái hàng đó. Đánh hên xui con thôi. Đúng nhân phẩm luôn. Bởi vì tôi thích con chó hơn là cái con. Bớt này chắc khó qua. Bốn đạp. Bốn đạp sau ba thun nữa nè. Vậy mình không có đường nào ra bài sớm. Tuần sau đánh một máu nữa. Rồi tuần sau đánh hai máu nữa là ba máu. Chọn này đỡ đỡ đây.
này đánh hai máu, đánh nguyên một hàng luôn, chuyển dưới hết cho một con chuyển rồi. Bây giờ con này mình chọc cái cây là chết, mà để con này đánh đi nó nhận được ba kill hay ngon hơn. Xong rồi đóng băng còn chưa, bị hai đam cũng còn chưa được, đóng băng dưới con boss đấy. Không, để anh chơi anh cho còn một máu luôn cũng được. Không biết là cái con này nó đánh là nó đánh trên hay đánh dưới nè. Đánh trên mình để anh chơi là có khi chết luôn á. Không ổn đâu. Đánh dưới đi. Chọc anh trên thôi. Tuần sau mình hồi hai máu, con này lên bốn máu. Con này chưa cần giết vội, tại vì hồi con này nó phân hai ra nữa, chịu hồi đi. Tuần sau con này đánh vô là hai đam vừa vừa đủ. Không, để dưới cho nó đánh bằng xuống phần dưới. Sau này mình thấy con này giết này luôn. Ok, cứ đánh phá tuần dưới này, con này giết tăng lên 2 đam, 8 đam nè. Bây giờ 2 đam đánh con dưới. Tuần sau con này đánh là mình hồi máu nguyên hàng. Nguyên hàng luôn. Con này 3 tuần và mời đóng băng không đó. Cái đống này tương sao con này đánh vào đây đóng băng, nên đóng băng chưa thôi. Rồi giờ mình hồi máu nguyên hàng này được ba máu cho con này có thêm phun sống. Đây con này giết con này, tương sao giết rồi, tương sao đánh 16 đam lắm. Đấy này chết. Bây giờ chọn phát con này chết luôn mà. Nhưng chắc chưa cần đâu, chọc con sao đi. Giờ tuần sau nó đánh mình rồi. Tuần sau đánh 9 đam là thiên tế con này vô. Không biết nó đánh con này hay đánh nào đó. Còn thôi mình đóng băng nó đó lại ăn thun nữa. Chắc đóng băng nó đó lại ăn thun nữa đi. Đóng băng lại đi, để nó đánh chết này cũng ngủ. Con này bị đánh lên 4 đầu. Giờ mình biết con này sao, con này đánh vô hay là nó phân thân ra liền vậy ta. Đánh này để nó giết này. Ủa đang đóng băng mà tính sang bước hay gì vậy, tính sang bước rồi cũng khá là chua đó. Đi xuống dưới cho con này nó đỡ đau. Nào không, nó biến hình luôn rồi nè. Vì nãy tính đúng rồi đó mà quên, quên nó tính đầu con này phần 2. Nhầm. Bây giờ nó đánh 2 máu à. 2 máu không cần bơm máu đâu. Cho đánh còn mà không biết đánh trên hay dưới đó. Có khi mình đóng băng nó lại. Đóng băng nó lại đi. Đóng lá nào cũng một là để dành cái này. Còn 17 máu. Tuần sau đánh mình một đao. Hai đao chứ.
tính xài chết ghê quang quá. Giờ ba đam rồi, sao cũng không sao. Để con này ngoài trước, có khả năng nó đánh vô con này giảm đam dữ lắm, giảm một đam thôi, kệ nó đi. Giờ ba đam chứ không chết ai hết, không sao. Ủa con này nó đâu có amlet đâu ta mà đánh vô này. Đánh được hai con cùng lúc, hư cấu gì vậy? Đóng băng cái hồi máu con này sống được tôi đó. Rồi tôi sao là con này đánh ba đam, một trong hai con không nào chết hết. Đánh lại phát 12 đam là nó vừa đủ chết luôn. Chắc ăn lại thêm cái này nữa. Bây giờ qua màn một rồi. Cái bộ bài này chắc không đi xa được đâu. Con này bị thương sao ta, tính sai bước mà bị thương quá, đưa dưới lại chữa thương đúng không? Thử rồi chưa được đưa xuống bao giờ con không biết. Tức là cái này gắn vô cái lá bài tự quỷ á, xài một lần con sung này lại một lần để cho gây khai đạo tất cả quyền lực. Có cái lá nãy mình xài mỗi luôn đây, không gắn được lá được, không gắn được không. Chỉ gắn được những lá con sung thôi. Con này mỗi lần xài nó thuộc một, bộ này phải 5 lá vô găm rồi. Đi vô khu này sẽ bỏ bài cho mình, mà bộ này chưa biết bỏ lá nào, không bỏ được. Cũng 60 đồng rồi. Quay ra chào là làm bộ bài thôi. Chiều hồi con bị bóp. Khi nó nổ thì áp dụng 4 độc vào phía trước mặt. Mà lóc, lóc. Gần đùm cái này là đúng là hình xui luôn nha. Chịu một con bỏ hút máu bên quân địch, con này nó sẽ hút hai máu cho tất cả các đồng minh đó, đúng bựa luôn á, nhìn có vẻ khá là bựa, nhưng mà đặt bản thì không ít lợi gì hết, tại vì nó đánh đồng minh nó thì mình không kiểm soát được, nhất là có mấy lá độc như cái lá độc hồi nãy có hai máu, hai ba máu rồi đó, nó sẽ kích hoạt đi đồng minh nó bị tấn công á. Nhưng mà đồng minh đánh nó thì chắc cũng tính bị tấn công thôi. Để nói ra xe. Này đóng điểm yếu rồi. Nếu như mình lắp điểm yếu thì vô mình đánh gây điểm yếu thì ít này đập. Làm sao mà. Mình phải chờ một luôn. Có thể gắn vô lá băng cũng được. Vừa đóng băng nó gây điểm yếu luôn, mà đóng băng thì thường mình đâu có tấn công ở đâu. Gắn nhiều lá này. Gắn vô cái lá bút của mình thì mình bút vô cái con này thì con này nó sẽ đánh ra cái được. Cái chiêu là tăng đam hay là nó bị tăng đam mà. Thấy hiểu cái gì? Ông nó lắp tiếp vô này. Này không lắp vô đâu được. Tạm thời để đó đi. Tại vì bộ bài này chắc đi tool này nữa là sao thua luôn.
nghĩ có thể qua được cái đoạn này đâu. Thiếu mấy lá còng đó. 3, 4, 5. Bộ này là bộ ghê. Băng. Không, nó băng rồi. Ghê ra giờ thiếu đam quá. Ba đam con này, bốn đam rồi. Tương sao con này đánh kịp. Vô tới con này. Tương sao giờ này ra trước. Con này 6 máu đánh 2 đam. Bộ bài này không có miếng đam luôn. Ủa trời ơi, nó nghe lượng đam bằng cái lượng siêu không ổn rồi. Quên đầu cái dòng này. Siêu nó 10 ở đây gây đam phát 12 đam. Bộ này giờ chắc quay màu rồi. Con này đánh 2 đam mà cho đánh vô con này còn một pháo thì con này trước điểm luôn. Giết con này trước sai rồi, con này âm lép nữa chứ. Thôi mua bài này chơi không quen. Với con này, cái này không có đam mà nó tạo khiên liên tục vậy là đường nào mà đánh được. Con này phát sao nó đánh cái nữa là như đam mấy con này luôn, 14 hết rồi. Con này lên 2 hết rồi. Hai đá này mới giết được con này từ lúc đó tới rồi con này đánh tám tám. Con này đánh hai siêu không gà được này đó. Con này đánh 4 đam luôn. Không có đường đó. 4 đam nó ra em hai siêu con này nữa. Tôi cho hai này đánh mình là thua luôn. Thôi bỏ cuộc đi. Bộ bài này không có miếng đam. Nãy bị bỏ con kia ra diễn thương nữa nè. Này còn thiếu 10. Tiêu thêm 10 tiền đó đủ. Ok. Mỗi lần chơi mỗi lần rút kinh nghiệm. Con này không có hiệu ứng gì nhưng mà nó đánh 2 lần. Như vậy lấy con này ngon hơn. Con này đánh nó gây 2 độc. À không, con này đánh 2 lần khi nhét đồ vô cho nó. Nhưng mà nó 5 tool luôn. Có thể không nhét đâu. Lấy con độc rồi. Muốn chơi cái con giết tăng đam như hôm qua. Chó luôn. Cho đánh cái đi. Rồi gạt mắt. Con này hợp đi với hồi máu. Rồi người quái ra đây. Con này đến 3 lần. Cho nó tự đánh bị chết. Đẹp gấp tiền. Gấp liền cũng không cần nữa. Phải cứu này tuần sau lắp này vô là xong. Chỉ con này. Lấy 3 tuần em bot nha. Tuần sau nó đánh mình 2 cái rồi mình còn 11 máu rồi nó tự chết. Ok. 3 cái rồi quên. Đó. 3 đây. Tuần sau nó nằm đạp chết rồi. Rồi hình nào.
như sếp như gì, thì tất cả bốn con này hai tuần sau đánh vô con này tự động chết hết bốn con luôn. Nhiệm vụ mình với đóng băng này thôi, đơn giản. Mất bốn máu. Đó, tuần sau hai con này còn với 6 đồng đóng băng nữa là tổng giết luôn được. Con này đúng chịu đấm ăn xôi luôn đó. Không có gacha hả? Vậy thôi đi xuống đây lấy tiền đi. Lấy tiền rồi mình đi gacha. Cho lấy bông bạc. Bà nói đó không lan học thực sự ngon. Kiếm một con gây đam băng. Đây nè, GFP đam gây băng này lấy gây độc. Con này thì hợp cho con của mình đang chơi, trong khi ba con nãy không nào ngon thì ba con này còn nào không ngon. Nhưng mà tránh trường hợp thiếu đam với lấy này. Con chó kìa chứ nhầm. Đúng bằng hết đã. Đúng bằng ở đây nè. Không chắc không cần đúng bằng. Không đúng bằng nó sẽ đánh được. Chém non tôi. Chém nó đây rồi tuần sau con này giết nên gòn kiếm cái con bằng gì ra sớm á. Đây nè rồi đó, hai đao chắc con bằng này. Con bằng này chắc ăn nhất. Giờ lên 5 đam, 3 đam để giết con trên này. Chắc bằng này luôn. Bây giờ lên 8 đam. Công bằng ở dưới. Chống bằng con này. Tăng đam này á thì phần 4 đam mà vẫn không đủ này. Tăng đam. Tăng đam hai này cùng đánh này chứ. Hai băng là đủ rồi. Tôi nó bot ra tôi anh làm điều đúng lại con độc này cứ gạt con chưa anh chứ. Chó đánh gì vẫn thiếu một đam muỗng lắm. Đây đặt gì đây? Giết con này. Xong con này đánh vô đây. Nó sẽ bị dính lại hai độc. Tuần sau con chó này cắn vô. Đây, ok.
này hai thun nó gây ba độc mà mình không có con nào thấy mãn vậy. Cái đường này là không tin sao chó giết con này đánh vô để hình nhân xuống giờ giảm hai thun này luôn đó, hy sinh người gỗ rồi tin sao này tán lên đây chết con này. Rồi tới tôi con chó phải làm sao con chó đánh trước chỗ này tôi con đi rồi được rồi để đây đó một tuần băng rồi. Bây giờ 4 tuần thì đập cái này vô 2 tuần không chó đánh độc phát cũng không chết xong rồi chó đánh đây rồi tuần sau này dứt điểm xong nảy lên gần 20 đâm ok có tiền rồi đó giờ mình phải tiêu tiền điền dưới lên cái chào không gặp bài đâu bài đang cân là thêm vô luôn có thêm thêm một con tăng đánh một đồng minh sau lưng con này dạng tốt thí nè mà thí ra nó có bị thương không ta lấy tốt thí lên nghe ba đọc thì số ba này năm đạp được phải gọi này ra sớm để nó tích bằng mình tên hai băng luôn rồi ra cha được hai lần luôn lấy 4 độc hay là lấy 2 băng cái nữa đi đó ủa lên giá hả bạn chơi kỳ vậy nếu gây băng thì đập 8 đam vô cũng được lắm còn cái này gây 3 độc 1 đam gây 3 độc cũng được đó là tiêu tiền đi không tiêu hồi cũng thua giờ quan trọng là này nè cái này tăng hiệu ứng con nào cũng ngon đi. Có thể lắp vô con này lên đâu lắp vô con này ít hai lần lắp vô con này tám băng luôn hả năm băng với boss một con này lên 4 lên 5 cái này hết thì bị đánh chứ mình sẽ lắp cái này vô cái nào ta cái hiệu ứng thấp nhất lắp vô ngon như con này thử lắp vô này không được chắc lắp vô lá bằng
độc thì 4, 3, 2, 1 là tối đa là 10 máu. Lắp vô tuôn thì con này lên được 5 đam rồi. Lắp vô băng thì con này lên 5 đam rồi. Nhưng mà khá là mất thời gian. Lắp vô độc này, có gì để sốc còn không được. Nó lên 1 điểm mà, nhưng mà từ 6 lên 10 đam luôn, 6 đam lên 10 đam. 1, 2, 3 là cộng lên 6 đó. Nhưng mà 1, 2, 3, 4 là lên 10. Tức là nó tăng là khoảng là 6 lên 10. Tăng 70% á. Nhưng mà thua vẫn là thua thôi. Đây 10 đam là đập con độc nó vô vừa đủ nó không? Vừa đủ này nha. Thử không? 4 tuần thì còn khoảng 5 thì mình đã đập nó vô. Còn chó rồi đó. Này đến 1 đam để dưới cho nó tự vại luôn. Nào. Đâu thêm 1 đam của nó nữa là 11 đam. Giờ lên sao con chó đánh vô đây. Con này lên 2 đam á. Hiện tại thì bài cũng chưa có con nào cần thiết như thế này. Nhưng tôi chào này tôi chết. Rồi kiếm lá bằng cho con này. Ông tuần sau boss ra nó xài cái lá này. Nó lên được 3 đạp. Tuần sau lên 7 đạp. Hai tuần 4 máu. Mình gây lên 2 độc. Để lá này ra đi. Ông nó băng nó tiếp. Để dưới luôn. Để con này nó chết nó gọi ra cho cái đồng minh của mình không biết là cái nào. Ủa đâu? Ủa sao nó chết không gọi gì em vậy? Nãy giờ đọc hiểu cái vấn đề á. Đây là đúng rồi, nó quên ít hai này. Mình đánh 8 đam vô con này chết luôn rồi. Cho nó đánh lại 3 đam cũng không sao. Không được, nó đánh 3 đạo là chết hết luôn á. Quay hy sinh lá thôi. Nó đánh tiếp cứu nữa thì quái gọi ra mới đánh thôi. À, quái gọi ra mới đánh. Con này với con này thì hồi đánh vô đây là nó tự chết. Ăn 1 đạo chưa cần, con ơi. Kiếm cái lá nào vậy? Bằng rồi đóng cây nữa. Ủa rồi sai rồi, con này đánh 5 lét quá bậy luôn. Tính đầu đánh vô con đầu tiên nhé, đánh 5 lét nguy hiểm bãi rồi, thêm mình đứt máu. Rút chiếc gạt nó liên đi, sai quá. Chó ghê, hai ba mình không sao. Mày 4 máu. Phải 5 tuần nữa. Con này em lết 1 đam. Hy vọng đánh chung này. Thôi chết kìa, hy sinh. Cũng chơi anh rồi. Tiết kiệm thời gian. Có xuống nước nóng rồi nè. Có luôn cái máy làm băng này nè. Đâu cái này à. Này làm sao. Phải chơi xài hơn 40 tiền nó mới đủ. Còn máy nước nóng nằm đâu vậy. Đây đó.
vui năm nay làm giảm giá, chịu phải làm mấy cái quét này để mới mở được giá nhiệm vụ. Năm nay tình giảm giá xài 40 đồng với lóc tùy hết từ con luôn cơ gì đó. Vì cái gì đây, cái này con bên thoải mái à. Đây là mỗi cái là mỗi chi bé gì đó, bố cục đi, lâu lâu mà mắc mấy cái lỗi con am lép nãy sai. Đây đánh 3 lần 5 tôn mỗi lần một cao, tiếp mục tiêu cuối cùng một hàng. Cái bộ này con cháp này không biết chơi luôn, gác thì đâu cần hồi máu đúng không ha? Rồi con này không may mắn mấy, không tham mấy. Chờ thanh trái đi, chó này đóng bằng nó giết chưa, chết là chắc mấy lá này quá. Những chỗ đánh đánh lại con bài đây, đặt chuông tu vô hàng là sao? Tăng một đam giảm được một cái này hả? Hết bài đánh luôn rồi à, giảm trực tiếp cái này xuống một luôn, giảm có thời chứ không phải giảm vĩnh viễn. Con trên này 10 máu nhưng mà 6 tuôn, mình đánh lại cái 6 máu gì chỉ cần hai cái thôi, hãy búa gõ đậu được. Mày để làm gì? Làm sao? Cho đó rồi tuần sau cái này bêm vô xong đập cái này nó lên 5 luôn, đập đi cái này lên 6. Đóng được 2 tuần băng rồi. Rồi cái viết viết gì đó là sao? Hai cái búa này ra gõ nghe là chết rồi. Nhưng mà để nó đánh đi, để bãi đánh coi đẹp không. Ở dưới là hai kho báo luôn chứ anh, hai cái bài quá. Con này tên là Jun là gác á, gác đến nên chắc cần thêm bài hồi hai máu không? Con này 5 tôn nó hơi dữ chua á, 5 tôn nó mới đánh một cái. Nhưng mà như nãy chơi thì đau nó thấy rất là cao.
Con này băng thì câu giờ có thể khả quan không? Nó 4 tuần. 4 với 5 trên nhau với 25 trăm. Đó mày là cái gì? Nó đánh vô đồng đội hả? Chả hiểu cho lắm. Đây con này đi với bộ vuông của mình, bắt thử thôi. Con này 8 máu. Con này máu cao nhất, có thể lắp cái hồi máu nữa. Lắp hồi máu nó cũng khá là có lợi. Tại vì nó đánh một hồi nó sẽ lên đánh 2-3 lần rồi. Đi quên đưa chó nghe tiếp. Chỗ phải có lá vun trên bàn nó mới được. Hai lá gõ vô 47, con này 66 với nhau. Còn một máu cho anh chết. Cứ khi đập chết này đúng để nó đánh là 7 đam chưa chết không chắc ăn đi. Ủa con trên rồi đóng băng cái gì đó hãy quên coi quên đọc. Sáu máu rồi ba với hai có 7 à, 4 2 3 7 à, rồi được cái đóng băng máu. Còn này đun sao đánh mình này, đặt đây cho đánh vô đây. Nãy đánh nguyên hàng rồi, nguyên hàng 2 đam đứng dưới. Con này 1 đam đánh giảm thủ, con này chạy về kệ nó đi. Con đánh nguyên hàng 2 đam. Con này có hồi máu đưa trên cho chịu luôn. Mình lấy lá nữa. Không. Con này được 6 đam. Sáu đam cho nó gạt con này trên luôn. Sáu máu một tuần. Tẩy ra đóng băng này để nó khỏi đóng băng mình. Ba tuần, bốn tuần. Bây giờ 6 đam là tuần sau con này chết. Ba tuần con này đánh có thể gây băng. Hai con này dây có 3 băng, 2 băng. Bốn nhân 3 12. Đánh con ta bầm gặp luôn. Không. Con này cứ hiệu ứng nhìn đồ đánh nó hơi ngon á. Trên đi cái gà cha. Thằng cứ hiệu ứng nhìn đồ đánh.
tàu lốc này bây giờ có khả năng ngon rồi. Tại vì bên mình nó đánh nhiều lần, chắc lấy nó giữa. Con này giờ đánh ganh đùng mà. Đánh ganh đùng thì khó control nó. Lắp lắp con này. Lắp này cũng được. Lắp con chó đây. Chó tôi nó ngắn. Đó, lắp vô này chưa đều luôn. Nhân phẩm. Cho nên to lòn nó cho anh. Bây giờ tiết kiệm một cái vun cho nó. Tiếp đó chơi nhân phẩm thì sợ gì, một cái yếu làm rồi. Tự nhiên cho con đánh nhiều lần nó tùy rồi. Có đến một đạp học chậm không, chỉ cần phá nội tại vội bốn tuôn nó, bốn tuôn bán đi cho nó khỏi lên đam nữa. Giờ được cái búa bao không, có búa ba đường này ra trước. Ôi, quên má, quên cái dòng này gì chết quên chó rồi. Thôi bỏ luôn làm lợi mù lò này thì mù, này thì mù lò. Con đánh giả này con chó thiệt. Con vui nãy giờ cũng được đóng gác. Con băng này ngon hơn. Mình có con chó này đâu. Hàng này tự đánh thì nó tự chết luôn. Đam đam luôn. Tại có gì làm đâu. Kìa chó luôn đấy. Ủa quên đóng băng con này đi, đóng băng dưới nó luôn. Rồi giết ăn đi. Mày đánh ai? Chỉ cục đó. Hai chim cánh cục. Bốn chừng kinh phục đến bốn máu thì còn lại hai máu. Chết bốn con luôn. Quên nó để chó lên đây chết chó rồi. Chị ngu rồi. Chó đang dưới đi kéo chưa?
Trốn mình về thôi. Khỏi suy nghĩ, gacha một cặp. Cái gacha này coi như là 50 tiền, 70 tiền. Vậy thôi đi. Thì tự nhiên nó ra lấy mấy lá vuông nhiều ta. Hai con này đi nhau đúng rồi, lấy trước con tăng rồi đi. Con chó luôn. Con hả? Một thùng, ba thùng. Ừ, đánh hai đam. Hai đam đánh vô khoảng là đánh đi chứ. Phải gạt lá này mới được. Ủa nên dùng mục tiêu mà vâng ha, mình chống thôi mà. Còn lấy hải siêu vô là con thôi. Đánh 5 đao là 5 tôi được. Đánh vô con này cũng không chết. Đốc bạc cái nó chết. Giết nó luôn. Hôm sau con chó đến 3, 4 là 7. Không giết con dưới luôn á, xong vô con trên nó tự chơi với nhau.
Bộ này áp tắt chứ bằng họ. Trên đi. Trên đây tùy. Mà sao cái con ốc lại nằm đây đó. Xong bà nghĩ làm một máy à. Thì viên là gắn dân chó rồi. Chó hai tuần đánh nhớ có bằng quá lợi. Đó này thôi, đó kia không có học gì mà bài. Con này nó đánh tất cả đồng minh. Con này có bài gác, đưa con này ra trước đỡ được. Vô tự chết luôn hai tuần đấy chưa mà chính vợ con này ra trước mới đúng. Một tam đánh một ngẫu nhiên nha. Một tam với một là hai thôi, hai cũng chết con nào. Bây con này đi trước thì chắc là đánh đúng hình lõm được không? Ngẫu nhiên mà sao không minh quá vậy. Ủa anh xài lá kiếm chứ sao xài lá băng. Để xài lá kiếm ấy. Đánh trúng con này nó báo luôn. Còn cái này bây giờ diệt một trong hai con này trước cái đó, cho con này chấp nhận tuôn băng. Này đánh này đây mã nó đánh đúng con này thì không dữ thiệt. Cái này mình ngẫu nhiên với nó nhưng nó là tính toán. Chịu đi bốn máu máu đường này đỡ đường này một cần hai máu con này một tuần nữa. Hai đam, hai đam thì này ra trước này âm lét thì quan trọng này ăn hai băng à. Chó thì hai tuần nữa là xong rồi. Nó đi trong rồi. Phần 187 tiền.
Cô bỏ bài mình bỏ cây nào? Bỏ hai cây này. Điền trên có con này. Điền dưới có gà cha. Tiền nhiều lắm, điền trên là tiền nhiều lắm, không cần. Bỏ bài hay hơn nhưng mà. Không nào ngon. Lấy đá này thì tạm tạm, còn đá này không hợp. Mình có con nào độc đâu. Thì con này có hai đam mà bị đánh nó đánh trả lại thì có hai đam không thấy dụng mấy. Có lấy lá này giảm đam nó có lúc xài lúc không. Ngon cẩu hay là con này ta cẩu đi, cẩu có hai tôi mà. Ủa sao chó bị cháy máu vậy? À không, chó ăn ớt. Chó ăn ớt. Bốn tiền cho chó cũng được. Sao đọc ủa đâu anh lấy cái bot hiểu như năm thì giờ không nó cũng có chín thủ à ổn lắm. Cái lá siêu này còn thiết không đó, một hồi một trong đội hình mình có một con siêu á tại vì 68 đồng rồi đâu có mua cái này đâu. Quen nó đánh một cái mình đã giảm chó mình hai thôi, đánh hai lần nó chết rồi. Mình đánh là một tuần đánh vô này khoảng là ba tuần rồi cái tăng đam đâu đó đây một đam nào. Tuần sáu như thế này luôn. Rồi mình làm rồi. Báo à nhưng mà chắc để này ra cho tự quỷ tự quỷ xong mình giết con người sau luôn tự quỷ đây. Ủa nãy đọc sai chỗ nào ta? Ờ nó một đam mà sai rồi đọc lộn nhớ nhầm cái con kia không? Nhớ nhầm con đánh bơm cảm tử. Bây giờ 4 hồi không đủ 5 dễ lên trên cũng không đủ cho lắm hai tuần 5 với 3 là 8 là đủ chết lên trên giờ đóng băng hai lần. Đánh vô có một máu rồi làm sao
hy sinh con này nữa. Gạt này trước đi rồi giết nó. Giờ đóng băng là chết này luôn. Tụi sao chó kìa. Thêm thiên nhiên chó đi đề phòng mất chắc. Dù lúc này chưa cần thiết lắm. Tụi sao chó giết này. Mình giết luôn con này đây. Một thun gây một đam thấm máu đến đây. Cho con này đánh hai lần luôn mới có hai máu. Tiếp theo là con này tám đam chắc đóng băng đó. Con này đoạn đường lúc siêu luôn đó. Hiện tại thì chưa có gì cần hết. Thì con này cũng được trái ớt nữa hả? Đóng băng hai lần thì hai đam thì 6-8 vừa đủ luôn. Có thằng này đánh hai cái nó chết luôn, quá đơn giản. Đánh càng lâu càng chế gia đạm đó. Cái này chịu đấm ăn xôi. Cái này tiêu làm sao. Rồi tức là thả lên bàn nó sẽ gồm 2 một dục phẩm. Cái điểm yếu này có khi hơn. Ủa à, cái này đi dưới lên trên mém nữa bị lừa đảo này. Chơi với tiền băng con chó đi với con này hơi bố đời luôn. Đấy. Không vì mỗi con lắp được có 3 cộng đều nhiều quá không được. Hai đàm đánh vô này phản lại. Còn dưới 10 còn dưới amlet là nguy hiểm lắm. 15 đam này lên 3 có 5 4, hai tuần nữa là 9 đam là vừa đủ con này luôn. Không cần đi đưa lên trên
Giờ lấy con hậu vệ rồi chưa ta? Ba tiền. Mình sao mình chém con này trái rồi cho nó tự chết. Đây. Chém con cái nó đánh vô con này nó tự chết. Hai này chết này. Bây giờ mình đóng băng nó thì được hai tuôn. Gòn đi gòn đi. Đường này ra đỡ đường thun rồi. Để gì con này nó đánh thì hai con này đỡ được hai thun. Con này ra sớm chưa cần thiết. Con này đây đánh vô con này đánh cái tới con này đánh cái con này đánh cái nữa này hai tuôn nữa cái cây cũng 6 đam mình đấu tiêu đó giờ này hai đam đánh vô đây cho đánh hai lần vẫn còn hai máu bật siêu cho nó được không ta tương sao đã này vô tương siêu này 11 11 con sao thả này vô không cần này một đam à nhưng mà khi nó đánh thì cũng nhận được hai con thủ năm 11 14 chắc chặt cái tôi sau này chứ ngon tôi đã bằng này vừa đánh cái cũng chả sao chết 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 ba máu cho đánh phá chết con này con bằng lại đánh vô đầu là con này đánh ba đam gì chết con này giờ bót ra là đã đánh hai đam vô đây còn dưới dưới đam bị sạc chó đánh 10 đam con này đánh 20 đam là xong con rùa luôn
chém vô đây hai đam này chém lại không sao. Gòn đi chứ, gòn có lá băng này, con băng này ngon hơn. Có kìa. Rồi tương sau thì con này đặt chết. Đừng quên nữa, con này Amlet mà. Ok, con này đến một đam. Để đi trên mới được, đàng hoàng. Nhìn con này ba đam mà. Thì đóng băng này lại, đóng băng này đi. Còn này mới bể hai siêu lên năm siêu, không thể đánh mới được. Chó táp vô 11 đam. Bữa sau con trên chết luôn vậy. Nãy sao con kia chết luôn đó. Tính sai chỗ nào vậy? À, hình như nó đánh vô cái con mà ăn đam. Cho nó ra dưỡng đi, con này vô gói đợi hành cũng chưa làm được cái gì. Đúng lót. Lá này bỏ không được. Muốn bộ bài quá. Bên dưới nó khác gì nhau đâu. Không lá nào cần. Cái này lan độc rất là cần. Tôi cái bật đội hình độc. Mình đi nhét này cũng chả làm gì. Gây một điểm yếu nhưng mà nó hồi 7 máu vô địch luôn. Trong này nó có quỷ cạc không đó. Đội hình ba con này đủ rồi, cái con cầm kia cũng cần đâu. Cần cho được nè, gắn vô con này thì cần cho được. Con này âm lát là nguy hiểm lắm. Khi mình đập cái cục băng vô thì con này nó sẽ đánh. Đánh thì nó sẽ lấy cái hiệu ứng kéo luôn. Con lá này cũng ngon đó nè. Tăng 2 đam cho nguyên một hoàng ngang luôn. Nhưng con chó thì bây giờ không cần 2 đam lắm, con kia cũng không cần. Dạ chà. Lên 18 máu chắc ăn chống chót, không có bị mấy con Amlet đánh bậy bạ. Boss nữa rồi, gặp cái đội hành độc luôn. 4 tuần mà nó ngay khi mất 10 máu là chia đôi nữa. Sáu đam 11. Đẩy này ra trước. Đánh luôn con này. Con chó đánh thì cục này giết rồi. Đánh này đánh vô này. 48 máu, 2 tuần.
tụi nó đánh có bốn mà không sao. Một điểm yếu cho nó. Ông tuần sau vậy à? Biết luôn. Bảy sáu hai ba hai ba mười một cái kỳ thứ hai gì đóng băng vô con này chết, nhưng mà con này đến ba lần mỗi lần một độc là nguy hiểm lắm. Rồi đảm nó trừ hai mà đám gì hai đánh ba lần ở đây cũng không sao. Đây hồi vô con này 7 máu đi, nhưng chó đánh phát đầu là 22 rồi. Nhưng hai tuần nó quái mới ra hả, boss mới ra hả? Người đỏ dần phát đây, hai con băng nó sẽ dứt điểm được hai này và đóng lên trên ngon hơn. Bốn tuần năm tuần không sao. Bây giờ giết một con này nó đánh vô đây mở được một phát. Tuần sau ba phát rồi. Đi xin con này giết con. Con này Amlet là hy vọng nó đánh bậy bạ thôi.
hai tôn thì con này vẫn đánh trước, con này cũng đánh trước luôn. Nó đóng băng thì vẫn nên đóng băng con dưới. Nó đánh 4 máu mình chỉnh cái thương lên cũng được, hoặc là đưa cái hành động lên. Chắc đưa hành động đi. Tán nó, tán đại đi. Tán đại chúng này được cũng hơn, tính đâu đánh 1 3 luôn rồi. Cần chôn bài đây, cần chôn bài cần hơn. Rồi, này hồi phục nè. Phải lên nó cũng thừa là 4 tôn, phí lót. Chừng nào có con siêu nữa tính. Dù sao cứ để đại cho anh đi. Tuy nhiên thì ra cha. Gây một độc á, gây một độc đánh nhiều lần có lợi, nhưng mà con này đánh 4 tuôn nữa, nhưng mà chắc gắn vô này nè, dồn vô này nhiều quá cũng không tốt, tại mình có hai lá băng à. Không lẽ lại cho con chó nữa, chó đam rất là cao nữa. Con này thì một máu gắn đồ cho nó cũng hơi phí. Một hai ba tôn, ba góc con này, ba góc rồi đánh ba lần rồi. Vậy con này đánh vô hai lần. Cái này đánh vô đây thì nó tính mất một lóc chứ mà gây đâm. Cứ giết thì giết con dưới trước, còn trên 3 lóc là 8 đam chắc phải giết con trên luôn. Con này cái kháng băng không có đánh nó nhiều được. Tám đam đưa một con hai này ra đó. Đường này ra đó được không? Thì anh chó tôi chào cho nó biết dưới đây. Đánh một là phát, hai phát, ba phát, như để gì nó chết luôn. Tốt nhất không cho con sao đánh luôn. Từng sao nó đánh một đam nhưng mà tạo mây mù, không biết mây mù là cái gì. Tiếp tục phòng trên cho nó đánh. Con dao tự chết rồi. Bây giờ con này đánh 3 phát. Chắc không lấy tiền, mà lấy tiền bảo hiểm rồi. Lấy tiền là tốn 2 full. Đánh phát thứ ba vô nó vẫn đỡ được. Gì để gì, để gì con này đánh chết con này,
Một phát, ba phát. Ngon đấy. Đó là ba ngò đúng không? Ta cho đi đọc cũng thể phá lớp giáp luôn vậy là được. Mình sao cho gì đó cần luôn luôn. Mười hai lốc cái này chỉ có đọc chơi với nó nhai chơi nó được. Tôi thấy gà con này mười máu chớm nè, hai tuần nữa hiện chó đánh cái chết rồi, để này dưới luôn, hai tuần nữa hai này đánh chết. Tuần sau một hết chết này để tháo gấu rồi nó lấy xìu. Hết chết con này, hai con này đánh vô là ba tôi là nó gòn lại 11. Nhưng mà nó hết bài rồi, mình giết con sao được thôi. Bốn đào, bốn với hai hai là sáu, không được. Phá rồi cũng được, mà hóc nó lên quên đó, có cái trò kéo rồi. Đấy là tay dùng cái đá băng hồi nãy mình tính như lắm, bây giờ mình phải quên. Đánh nhà sáu đàm tám, nó đánh con này mày phải một cái ngầm chồng. Đúng rồi. Bốn tuần nữa nó mới đánh thì tới đánh nó chết rồi. 1, 2, 3, 4 kiếm nó một cái. Đến này đặt ra thủ rồi. Rồi tuần sau còn một cái là xong nó luôn rồi. Chó đánh cái, con này đánh cái, đọc cái chục. Đi trên đi, đi trên bỏ lại. Cái này có tác dụng gì đâu, một đam với hai đam khác quá vậy. Đấy sợ ăn vô tính coi thử phí lót không, tính vừa lên lót này chứ ngu gì thì
60 máu 4 tuôn nữa. Để đây này tiêu luôn rồi. Phản lại phản đạm nữa chứ. Ôi ôi ôi. Hàng phản đạm đánh nhau. Nó chỉ phản hơn trước mặt thôi. Con này đâm trừ 2 luôn rồi. Mỗi tool nó áp dụng cái thiệt. Hồi 4 máu đánh 5 đao. Nó sẽ đánh bà đàm. Bà đàm không sao. Đàm ầm thì đánh vô ra cái quái gì vậy? Quên đó chứ. Phá con này trước mới đúng. Đó, phá con này trước mới đúng. Tuần sau đánh vô đây nó còn một máu. Nó tự tạo cho nó ba cái giáp nữa. Vì nó chỉ mất có một máu à. Để con chó lấy thêm ba cái xìu được. Nhưng mà con này vấn đề nó tăng có mười mấy máu nữa. Sao đánh phòng đàm không không nên phản ở đâu, phản nó sẽ tăng 5 đàm thì nào mình cần good đàm mình đã phản. Không phản luôn tại tuần sau mình đánh xuống tới dưới nó này. Rồi 4 tuần nó mới đánh, 2 tuần nó bót ra. Bốn chục máu. Bốn máu này đánh 2 lần và 40, này 31. Tuần sau bót ra phải không? Con này để anh trước đúng không? Quên. Cái đéo gì vậy? Bạn đùa nhau đó hả? À khi một đồng minh chết thì nó mất một nửa máu và nhận 2 công. Nếu như mình giết hết 5 con này thì chia 5 ra lần. 1500, 250, 125, 64. Ủa 500, 250. 125, 64, 32 nếu giết đánh 5 con này. Bây giờ 2 tuần sau con này nó giảm đam rồi. Mình 2 tuần sau chưa có nào đánh á. Chắc tôi hình nộm vô.
có đá băng nữa thì bóc con này lên kéo lên đến chết luôn. Con này đó. Nó bằng chết con này. Này 6 ram. Nó ổn. Con này không đam mà đánh kể tía đi. Con này cho giảm đam luôn. Nó đánh lại vẫn không chết. Đam. Máu. Gì? Tôn sao chưa có gì hết. Con này biến hai băng đó. Bây giờ cho con chó giết con trên đi. Này tôn nguy hiểm lắm. Nữa hả? Sáu tôn con này, hai tôn kiếm đá băng giết này, nó băng là vừa kịp giết này. Bạn này đánh 8 đam hai lần rồi. Cái đánh lại bị giảm hai đam. Con này Amleth á. Amleth thì phải diệt hai con này nó đánh tập trung như đây. Chắc hy sinh con này. Đánh vô con này bật lại giết nó, không biết đủ một đam không. Nó xong giờ làm gì? Gì là win đó hả? À? Lần đầu win game luôn, gần 6 tiếng đồng hồ, dễ giờ làm luôn rồi.
Ok, chiều nay vô soạn vài cái giáo án với trình cho mấy bà giáo viên, cho thêm giáo viên được không? Ngày 17 mới đầu bận việc, chụp tấm hình lưu niệm nhé. Rồi ok, cái gì đây? Mở thì nhiều lắm, coi thử ngay vậy. Thích gian game cũng mất cân bằng, vui đúng bài nó đi nhẹ tên. Còn nào cũng bá vậy. Thậm chí nãy vừa con cặp thiên đang ba giáp. Còn nó kiếm cái con người tiếc á. Đủ bộ bốn người trong mơ nữa. Rồi. Rồi ba anh em. Xong game này chắc không chơi lại nữa đâu. Đây. Tối nay chắc tôi đi dạy cái lớp na ná vậy nè. Anh em tưởng tượng đi. Có ông già đây nữa chứ.